Trước đây tôi ở Đài Loan Lúc giảng kinh thường kể với mọi người Có một bà cụ đến nói Để dùng phương pháp của tôi Lập bài vị trường sanh cho người mình oán hận Thờ bên cạnh điện Phật trong nhà mình Ngày ngày lạy Phật Sau khi lạy Phật xong cũng lạy họ ba lạy lại được ba năm và cụ lại đến nói với tôi ý niệm oán hận được giảm nhẹ nhưng vẫn còn nghe đến tên họ hay thấy họ trong lòng vẫn không vui không sanh khởi tâm thanh tịnh bình đẳng Hỏi tôi phải làm thế nào Tôi nói đã giảm nhẹ Coi như là không tệ Có hiệu quả Hãy tiếp tục lại Cụ hãy lại tiếp 3 năm nữa lấy tiếp 3 năm nữa xem Nếu ba năm vẫn còn dưỡng mắt Thì lại tiếp 3 năm nữa sẽ tiêu tan Nghe đến tên hay thấy người này Tâm không còn khởi oán hận Do công phu chưa đủ à, Người nhưng... căng tánh sắc bén Giống mảnh cũng... tinh tấn Thời sẽ gian 3 năm đủ. là đủ à, sẽ Khi gặp chứng... mặt thái Nếu họ thái không, thái ghét bỏ, thái thái chứng... không ghét bỏ thái thái Nên chào thái hỏi thái họ thái 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 Xin lỗi họ Sám hối với họ Có thể làm được như thế Không những oán kết của mình được mở Mà còn dùng cách đó để giáo hóa chúng sanh Biến thành gì? Biến thành diễn kịch Diễn cho mọi người thấy Quý vị xem từ trước là oán thân đối đầu Thâm cừu đại hận Hiện nay đã quá dài Giống như anh em, chị em vậy Làm cho người khác noi theo Quý vị thấy Phật Pháp có năng lực này Đây là việc công đức Nhưng chúng ta nhận thấy Có không ít rất nhiều Biết là sai Nên cũng không còn oán hận có bằng lòng thừa nhận mình sai chăng Không bằng lòng Vì vấn đề sĩ diện Trong lòng biết là không đúng Nhưng không chịu thừa nhận trước mọi người Đây chính là loại phát lồ sám hối Không dám phát lồ sám hối Quá sĩ diện Cho nên quá sĩ diện cũng là chướng ngại rất lớn Khiến quý vị biết sám hối Nhưng sám hối không hết Nên chỉ giảm nhẹ tội nghiệp Chứ không hoàn toàn tiêu trừ Họ không biết Nếu thật sự sám hối Buông bỏ sĩ diện Không những tự lợi mà còn độ người Không những tiêu trừ tội nghiệp Mà công đức thêm tăng trưởng Giúp người khác sanh khởi tính tâm Làm cảm động những người tạo tội nghiệp Khiến họ cũng muốn quay đầu Công đức này rất lớn Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Hợp thiện vốn là nghiệp của cõi trời hợp thiện vốn là sanh lên cõi trời thượng phẩm thập thiện sanh lên cõi trời trung phẩm thập thiện sanh vào cõi người hạ à, phẩm thập thiện sanh vào đường tu la tu la là nói thiên nhân a tu la <laughs> Ngày nay lấy nhân duyên niệm Phật Hồi hướng cực lạc Tức chuyển nghiệp Quái trời thành tịnh nghiệp Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Nói rất rõ ràng Đức Phật nói Thập Thiện Nghiệp Giống như Đại Địa Hết thảy dạng vật trên thế gian đều nương vào đại địa mà kiến lập Không cách nào tách rời đại địa Nếu không có mảnh đất này Chúng ta không thể kiến lập được gì Nên, đây là nền móng của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian nếu không có nó Tu tất cả thiện là giả Không phải thật Giống như quý vị muốn trồng trọt Mà không có đất đai Vậy làm sao trồng được Muốn trồng trọt nhất định phải có đất Hợp thiện nghiệp đạo là đất Tất cả Pháp của trời và người đều phải nương vào nó. Cho đến Anh Văn, duyên Giác, Bồ Tát Phật đều dựa vào Đại Địa này. Không có Đại Địa này, tất cả Pháp đều không thể kiến lập lời nói này rất hay vậy học phật nên bắt đầu từ đâu bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo không có thập thiện nghiệp đạo thì tu như thế nào cũng đều là giả có thập thiện nghiệp đạo dùng nó để tu tịnh độ niệm phật hồi hướng cực lạc đem thập thiện niệm phật tất cả đều hồi hướng về cực lạc chuyển nghiệp cõi trời thành tịnh nghiệp quả báo sẽ không giống nhau không phải xoan lên quái trời mà xoan về thế giới cực lạc vì sao vậy vì người niệm phật có thể chuyển ác nghiệp làm sao có chuyện nghiệp cõi trời không chuyển được Công đức niệm Phật lớn Ác nghiệp đều có thể chuyển Làm gì có thập thiện nghiệp không thể chuyển Thập thiện nghiệp chuyển chính là tịnh độ Nên người tu tịnh độ Đã tận hết sức mình Sức của mình Kim hành các điều thiện Người niệm Phật không thể không biết những điều này Niệm Phật nhất định phải tu thập thiện nghiệp Cái gọi là đứ nghiệp giảng sanh Là chỉ nghiệp trong đời quá khứ của họ Suy chưa tiêu hết ác nghiệp trong đời quá khứ Nhưng nhờ bổ nguyện của Phật Và trì danh diệu đức nên có thể đới nghiệp giảng sanh không bị sanh vào ác thú nghĩa là không còn bị đọa vào ba đường ác mà giảng sanh về thị giới cực lạc đới nghiệp giảng sanh ở đây nói rất hay là mang theo túc nghiệp túc nghiệp là quá khứ tội nghiệp đời trước trong đời này trước khi chưa học phật tạo ra tội nghiệp có thể mang theo nghiệp này ngày ngày niệm phật ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp nghiệp này không thể mang theo không thể mang theo hoặc là chúng ta nói thêm thêm một bước nữa nói học phật rồi nhưng đối với phật pháp không hiểu rõ có danh học phật mà không có thực học phật hiện nay đối với phật pháp đã minh bạch đã thấu hiểu như vậy thì không thể tạo thêm ác nghiệp nữa Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp Quý vị tự nghĩ xem Thứ nhất là có lỗi với bản thân Thứ hai là có lỗi với Phật Bồ Tát Thứ ba là có lỗi với cha mẹ Thứ, Thứ tư, tư là có lỗi với Thầy Tổ Thứ năm là có lỗi với tất cả chúng sanh Như vậy quý vị sẽ tự nhiên không còn tạo tội Đức Phật dạy chúng ta như thế nào Chúng ta nên làm như thế Quả thật là y giáo phụng hành Tất cả thiện và bất thiện tự mình biết Cảnh giới hiện tiền sẽ rõ ràng minh bạch Chúng ta nên làm như thế nào Bởi thì đối nghiệp giảng sanh Phải biết mang nghiệp gì giảng sanh Nhất định không mang theo hiện hành Nguyện thứ hai Của Phật Di Đà nói Tất cả chúng sanh cho đến diễm ma la giới trong ba đường ác đời sau sanh về nước ta nhận lãnh pháp giáo hóa của ta đều thành tựu a đậu đa la tam miệu tam bồ đề không còn bị đọa vào ác thú nữa trong nguyện thứ hai đã nói như thế là nguyện thứ hai trong bốn mươi tám nguyện nói Nhưng cái gọi là đới nghiệp Chỉ giới hạn túc nghiệp quyết không mang nghiệp hiện hành Mấy câu này là hoàng niệm tổ nói Nói một cách rất khẳng định Nói rất rõ ràng, minh bạch Chúng ta tuyệt đối không được hiểu sai ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp không được như vậy không thể giảng sanh vậy là đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa khi chưa giác ngộ thì còn có thể tha thứ được vì sao vậy vì hồ đồ vô tri làm sai việc không thể trách quý vị bây giờ đã hiểu biết rồi mà cố phạm làm gì có đạo lý đó biết rồi mà cố phạm như vậy không thể tha thứ được như trong kinh niết bàn nói khoảng ngạnh đồ nhi đây là lấy việc sát sanh làm sự nghiệp Ngày xưa Đại khai là giết bò, giết heo Thông thường là chỉ giết bò Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật Ông thật sự đã hối hận Diễn diễn không còn sát sanh Thật sự đã buông bỏ Nên ông liền thành tựu Nên biết thành Phật Cần phải buông bỏ đồ đao Đồ đao tượng trưng cho điều gì Khởi tâm đồng niệm Không khởi tâm không đồng niệm Sẽ thành Phật Phật Pháp Đích thực là Khó hiểu, dễ hành Quý vị xem thành Phật Buông bỏ liền thành Phật Khởi tâm động niệm đã buông bỏ Phân biệt chập trước tự nhiên không còn Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm sanh phân biệt Phân biệt sanh chập trước Nó liền đới Nguồn gốc của phiền não là khởi tâm động niệm đoạn được nguồn gốc Thì cành lá hoàn toàn không còn Như vậy là thành Phật Như thành nhân tập tịnh Tu tâm thanh tịnh Tập tịnh là tu tâm thanh tịnh Vừa niệm Phật vừa làm ăn à? tu tịnh như thế chắc chắn không thể giảng sanh. Cũng chính là nói họ chắc chắn không thể được tâm thanh tịnh. Chúng ta không thể không biết điều kiện giảng sanh thật sự. Tâm tịnh tức quải Phật tịnh Vì sao vậy? Nên nhớ Đức Thế Tôn thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm chúng ta đã, đã thanh tịnh Tất cả nhân sự hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh Hoàn cảnh vật chất thanh tịnh Không có gì không thanh tịnh đạo lý chính là đây tịnh độ từ đâu mà có từ tâm thanh tịnh của mình biến hiện ra đức phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi cõi của phật thanh tịnh vì sao vậy tâm ngài thanh tịnh tâm chúng ta cũng thanh tịnh và tâm thanh tịnh của ngài không có giới hạn nên tịnh độ của chúng ta và tịnh độ của phật cũng không có giới hạn là một không phải hai là nhất thể đạo lý giảng sanh chiến lập ở đây tâm chúng ta an ở nơi cảnh giới này thì dù cảnh giới này loạn đến đâu thiên tai nhiều đến đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta chăng không có ảnh hưởng lúc nãy chúng tôi nói thiên tai là đang biểu diễn người giác ngộ ở bên cạnh xem là xem kịp không phải diễn kịp mà đang xem kịp họ đang thưởng thức thưởng thức gì họ đang thưởng thức sự biến hóa của tự tánh và a lại già quá tuyệt. Không biết cao hơn bao nhiêu lần, So với thưởng thức biểu diễn nghệ thuật đang xem kịp. Sanh trí tuệ không sanh phiền não Chỉ có tâm tự tư, tâm luân hồi, xem sự việc mới sanh phiền não. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Làm sao sanh phiền nào Đâu có đạo lý này Chúng ta phải học Bồ Tát Vĩnh viễn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Để xem kịch Mười Pháp giới y chánh tra nghiêm Đang biểu diễn trước mắt chúng ta Nếu tâm chúng ta có nhiễm ô Có phân biệt, có chấp trước Là không bình đẳng, là có tốt xấu Như vậy là không phải xem kịch mà đà đang diễn kịch Quý vị đã lên vũ đài để biểu diễn Không phải là người xem Quý vị đã bị ảnh hưởng Hữu hữu Dĩ hành thiện di nhân thiên thừa Nhi khinh chi giả Thật sự có người Đem việc hành thiện xem như thế nào Làm thiện để được sanh lên quái trời Thiền sư ô sào thời nhà đường Dễ suý bố máu thị đệ tử hội thông Đệ tử ngộ nhập Hiền sư ô sào ở đâu? Ở Tây Hồ Hàng Châu Ngài làm một cái nhà trên cây Ngài chỉ ở trên cây Không có đảo tràng Giống như chim làm ổ ở trên cây vậy Nên mọi người đều gọi Ngài là Thiền Sư Ô Sào Quý vị xem Ngài dạy đệ tử Ngài ngộ đạo như thế nào Đây là đạo gì? Minh tâm chuyển tánh Ngài không nói gì cả. Ngài chỉ thổi lông dại. Đệ tử nhìn thấy, hiểu được ý của Ngài. Lãnh hội được, thông đạt được. Pháp danh người đệ tử tên Hội Thông, nghĩa là ông ta lãnh hội, thông đạt. Ngài thật sự lãnh hội, thật sự thông đạt. Ngài đã ngộ nhập Bởi, <laughs> Bởi thì Nhân duy ngộ đạo của mỗi người không giống nhau Không nhất định là lúc nào Không nhất định là thấy được gì Nghe được gì Hoặc là tiếp xúc được gì Lập tức là khai ngộ Đây là nguyên nhân gì? Trong tông môn thường nói là tình nghi Tức có vấn đề Có nghi hoặc Nhưng không có giải đáp Không tìm ra đáp án Nếu tìm ra đáp án Thì diễn diễn không khai ngộ được Nên cần phải lãnh hội một cách tương tận Không lãnh hội được Vấn đề này vẫn vẫn diễn diễn tại. tồn tại Tuyệt đối đừng tìm đáp án Không nhất định gặp được Lúc gặp cơ duyên nào đó Tự nhiên sẽ quát nhiên đại ngộ Nếu nôn nóng tìm đáp án là tâm thái gì Trong lòng rất gấp Rất nôn nóng Ngày nay chúng ta nói là tâm tình buồn bực Người như vậy Tâm họ rất phù đồng Gọi là tâm trôi nổi Tâm họ không định Người khai ngộ tâm luôn định Người nước ngoài dạy người ta như thế nào? Khoa học Họ nói đến tốc độ Yêu cầu tốc độ phải nhanh Nhưng người phương Đông cầu trí tuệ Hoàn toàn tương phản với họ Người phương Đông tất cả đều chầm chậm Họ đều ở trong định Định khai trí tuệ Chúng ta xem sách của Tăng Quốc Phiên là gia thư và gia quấn của ông, sách này vô cùng nổi tiếng. Ông dạy con cháu ông nghĩa là hàng dạng bối, đi đứng nằm ngồi đều phải chậm, nói chuyện phải chậm, động tác phải chậm. Trong này có đạo lý lớn, thận trọng ra việc lớn càng là việc đại sự nghiêm trọng thì càng phải chậm không được nông nổi gấp gáp chỉ thêm luống cuống như vậy dễ sanh phiền não không sanh trí tuệ dù việc lớn đến mấy ở trước mặt cũng như không có gì như như bất đồng như vậy họ sẽ xử lý mọi việc rất hợp tình hợp lý Nhanh nhẹn Lập tức hình như rất mẫn tiệt. Đó là người nước ngoài Người phương Đông lại thấy hợp tập Người này không thành tựu được Tính tình quá bột chộp Lúc đó Bạch cư vị làm thái thú ở Hàng Châu Nghĩa là thị trưởng ngày nay Làm quan địa phương Ông đi vô ngoạn Tây Hồ Gặp thiền sư Ô Sào Liên thịnh giáo thiền sư Phật Pháp là gì? Hỏi câu hỏi này Phật Pháp là gì? Thiền sư trả lời ông tám chữ Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Bạch cư vị nghe xong cười lớn Ông nói Hai câu này con nít ba tuổi Cũng nói được Điều này có gì kỳ lạ đâu Trẻ em ba tuổi đều biết nói Đừng làm việc ác Nên làm việc thiện Thiền sư Âu Sào nói tiếp một câu Nhưng ông già 80 tuổi vẫn không làm được Ở trên thiền sư ô Sào còn một câu Ở đây bị tỉnh lược mất Tuy con nít 3 tuổi nói được Nhưng ông già 80 tuổi cũng không làm được Cho nên hai câu này là cạn Thổi lông dài là thâm sâu Đây là bạch cư dị Đây là cảnh giới của bạch cư vị. Hai câu này Và thổi lông dài Là bình đẳng không hai Đây là thiền sư ô sào một người mê, một người ngộ Chẳng khác nào một trời một vực Nếu là người viên mãn Thì mọi pháp đều viên mãn Nhân thiên thừa tức là nhất Phật thừa Như vậy sao có thể quay nhẹ Mê là có phân biệt, có cao thấp, có ô nhiễm, có tốt xấu khác nhau Còn ngộ thì sao? Ngộ thì dạng pháp bình đẳng Dạng pháp nhất như Nên mê và ngộ là một trời một vực Nếu là duyên nhân Duyên là giác ngộ duyên mạng Thật sự là giác ngộ Sau khi giác ngộ Đối với họ hết thảy pháp đều duyên mạng không có phân biệt, không có chập trước Phá pháp đều viên mạng Họ thấy điều gì? Nhân thiên thừa tức là nhất Phật thừa Như Đức Phật nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Đây là người giác ngộ con chúng sanh mỗi một chúng sanh đều có sai à, biệt tôi không phải là bạn bạn không phải là anh ta đây là mê không phải là giác ngộ giác ngộ Chính là trên tựa đề của kinh này Thanh tịnh là giác ngộ Bình đẳng là giác ngộ Giác là giác ngộ Thanh tịnh bình đẳng giác là giác ngộ Tương phản với thanh tịnh bình đẳng giác Là mê hoặc điên đảo Điều này không thể không biết